Okay, now it's make popcorn. Đây cái hộp này nè, nó bán nè. Đó. Không biết là trong đây bao nhiêu cái hộp popcorn nè. 6 bịch. Nghe 6 bịch. Lấy ra. Lấy ra là nó trong đây nó có cả bơ trong đây. Còn cái này bỏ trong microwave á. À, lò vi sóng á là mình cứ để vô là nó tự động nó nổ ra là mình ăn thôi đó. Ok, hello everybody, this is my way to make popcorn in a microwave for the Friday night Good Friday movie. So that's why she make a popcorn here. Okay, let's get my popcorn. Bỏ lên vậy thôi, đủ rồi. 2 minutes. What? 2 minutes? 2 minutes, yeah. Don't hear it popping then, it is done. Hear the popping sound? What movie?